một áp thấp nhiệt đới gần biển Đông đã mạnh lên thành bão. Các cơn bão nhiệt đới ở Thái Bình Dương phát triển mạnh. Một đối tượng dùng súng chống trả công an ở Bình Phước. Làm rõ tin đồn chi 100 triệu đồng chạy chức lãnh đạo ấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, Pagasa cho biết, đã phát hiện hai áp thấp vào chiều 18 tháng 8. Một trong số đó nằm bên trong khu vực dự báo của Philippines, PR, gần Batanes. Tính đến 5 giờ sáng ngày 19 tháng 8, áp thấp Dindo đã mạnh lên thành bão nhiệt đới. Hiện có sức gió tối đa là 65 km h và giật lên đến 80 km/h. Cơn bão có tên quốc tế là Jong Vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,9 độ vĩ Bắc, 126,1 độ kinh Đông. Vào hồi 4 giờ sáng 19 tháng 8, bão Jong Dari, tức Dindo theo tên địa phương, đã ở ranh giới phía bắc của PR, cách Ibayat, Batanes 640 km về phía đông bắc. Bão đang di chuyển về phía đông bắc với tốc độ 10 km/h. Pagasa cũng đang theo dõi một áp thấp thứ hai có thể đi vào PR trong ngày 19 tháng 8. Hiện áp thấp này đang nằm ở phía đông của Bắc Luzon, bên ngoài PR. Pagasa cho biết, áp thấp có thể đi vào PR vào ngày 19 tháng 8, rời khỏi PR vào ngày 20 tháng 8, rồi quay trở lại khu vực giám sát của Philippines vào ngày 22 tháng 8 và ở lại phía bắc biển Philippines cho đến chủ nhật ngày 25 tháng 8. Pagasa cũng dự báo một vùng áp cao xuất hiện ở phía bắc biển Philippines từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8. Trong khi đó, gió mùa Tây Nam dự kiến sẽ mang theo mưa giải rác và rông bão trên đảo Batanes và Babuyan. Người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng được cảnh báo về khả năng xảy ra lũ quét hoặc lở đất do mưa vừa đến mưa lớn. Metro Manila và các khu vực còn lại của đất nước trời nhiều mây, có mưa rào hoặc rông bão cục bộ. Pagasa cảnh báo những cơn rông bão dữ dội với mưa vừa đến mưa lớn, gió mạnh và sấm sét có khả năng xảy ra ở Trung và Nam Luzon vào ngày 19 đến 20 tháng 8. Ở Visayas vào ngày 19 tháng 8 và 22 tháng 8, Mindanao trong suốt cả tuần. Đầu tháng 8, các nhà dự báo bão của Philippines thông tin dự kiến có từ 2 đến 3 cơn bão nhiệt đới hình thành hoặc đi vào khu vực dự báo của Philippines trong tháng 8. PAGASA cũng dự báo có khả năng có từ 13 đến 16 cơn bão đi vào khu vực dự báo của Philippines trong thời gian từ nay tới cuối năm. Dự báo bão của PAGASA cho hay, Philippines có khả năng hứng chịu nhiều bão hơn trong mùa bão 2024 so với năm ngoái do khả năng hiện tượng La Nina quay trở lại. Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, hiện tượng Enso vẫn đang ở pha trung tính và tiếp tục duy trì đến khoảng cuối tháng 8. Enso có thể chuyển sang trạng thái La Nina từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024 với xác suất từ 60 đến 70%. Dự báo số lượng bão và áp thấp nhiệt đới từ nay đến hết năm 2024 có khoảng 9 đến 11 cơn bão áp thấp nhiệt đới và trong đó có khoảng từ 4 đến 6 cơn bão áp thấp nhiệt đới có thể tác động đất liền Việt Nam số lượng xoáy thuận nhiệt đới năm nay tương đương so với trung bình nhiều năm. Theo dự báo bão mới nhất, các cơn bão nhiệt đới ở Thái Bình Dương có thể tăng tốc trong tuần tới. Trang Akueser cho hay, các hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới có thể đang nóng lên trên Thái Bình Dương, kèm gia tăng gió mậu dịch, làm tăng nguy cơ cháy rừng. Trong khi vùng giữa và phía đông Thái Bình Dương tương đối yên tĩnh cho đến nay trong mùa bão này, các nhà khí tượng học của Akueser đang theo dõi một số hệ thống có thể phát triển thành bão nhiệt đới trong những ngày tới và một số có thể di chuyển theo hướng Hawaii, Mỹ. Nhà khí tượng học Grady Gilman của AccuWeather cho biết, ngoài những tác động tiềm tàng từ mưa và biển, gió mậu dịch tăng lên có thể làm tăng nguy cơ cháy rừng. Hệ thống nhiệt đới đầu tiên nằm cách Hilo, Hawaii, khoảng 1.600 km về phía đông đông nam và có khả năng cao phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão khi đi qua phía nam của các đảo vào đầu tuần tới. Xa hơn về phía đông Thái Bình Dương có hai áp thấp nhiệt đới mà các nhà khí tượng học của AccuWeather đang theo dõi. Nếu chúng phát triển và tồn tại, một hoặc cả hai có thể di chuyển tương đối gần Hawaii vào cuối tháng 8. Ít nhất một trong hai hệ thống có khả năng phát triển cao. Tháng 8 năm ngoái, siêu bão cấp 4 Dora đã đi qua phía nam Hawaii. Gió mạnh đến mức làm đổ cây cối và đường dây điện, gây ra các vụ cháy rừng lan rộng nhanh chóng, trở thành thảm họa thiên nhiên lớn nhất của Hawaii. Đám cháy tàn khốc nhất xảy ra trên đảo Maui, khiến hơn 100 người thiệt mạng và ít nhất 2.200 tòa nhà bị phá hủy. Tình trạng khô hạn trong suốt một thời gian dài khiến cây cối và mọi thứ ở đảo Maui khô, cùng với độ ẩm thấp và gió lớn đã tạo điều kiện cho những đám cháy rừng bùng lên ở Maui. Trong khi đó, thống đốc bang Hawaii, ông Josh Green thời điểm đó cũng đồng tình với các chuyên gia về cháy rừng rằng sự nóng lên toàn cầu kết hợp với hạn hán tại Maui và những đợt gió lớn từ cơn bão Dora ở phía nam Hawaii là những nguyên nhân chính khiến đám cháy bùng phát dữ dội. Theo NWS, Mặc dù cơn bão Dora đổ bộ vào khu phía Nam Hawaii, nhưng chênh lệch giữa áp suất thấp tại khu vực bão và áp suất cao ở khu vực phía Bắc Hawaii đã tạo ra những đợt gió mạnh cộng với thời tiết khô hạn kéo dài đã khiến đám cháy nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó, báo New York Times thời điểm đó cũng nhận định khu vực quận Maui rơi vào tình trạng hạn hán nghiêm trọng đã góp phần khiến những đám cháy rừng trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, ông Brett Anderson, chuyên gia khí tượng học và chuyên gia hạn hán cấp cao của AccuWeather cho biết tình hình trong tuần tới sẽ tương tự nhưng ít dữ dội hơn nhiều so với tháng 8 năm 2023. Nhà khí tượng học Jonathan Porter của AccuWeather cảnh báo rằng gió mậu dịch có thể tăng trong những tuần tới, có thể dẫn đến nguy cơ cháy rừng cục bộ tăng đáng kể. Theo thông tin từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, trong 2 năm 2023-2024, tại các tỉnh thành phía Nam đã ghi nhận 199 ca bệnh đậu mùa khỉ, mpox trong đó có 8 ca tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương ghi nhận số ca mắc nhiều nhất với 156 trường hợp và tử vong 6 ca. Tính riêng từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 49 ca. Kết quả thống kê của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra, đặc điểm dịch tễ của các ca bệnh 100% là nam giới. Bệnh nhân có độ tuổi trung bình là 32 tuổi, nhỏ nhất là 18 tuổi và lớn nhất là 53 tuổi. Độ tuổi ghi nhận nhiều nhất là từ 30 đến 39 tuổi chiếm 46%. 84% ca bệnh tự nhận bản thân thuộc nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, có 55% là người sống chung với HIV và 7% đang điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV. Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố bệnh Mpox là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp toàn cầu do sự gia tăng nhanh chóng của bệnh này tại nhiều quốc gia châu Phi bởi một biến chủng mới là clade 1B. Mpox hiện đang bùng phát dữ dội tại nước Cộng hòa Dân chủ Congo đồng thời bệnh đã lan rộng qua nhiều quốc gia châu Phi lân cận. Theo nhận định của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn vẫn lây chủ yếu trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới hoặc lưỡng tính qua hành vi quan hệ tình dục không an toàn. Sở Y tế khuyến cáo người dân nếu phát hiện bản thân hoặc người xung quanh có triệu chứng nghi ngờ mắc Mpox cần đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị đúng. Hiện ngành y tế thành phố vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động phòng chống dịch bệnh, thực hiện giải trình tự gen, một số mẫu bệnh phẩm để giám sát sự biến đổi của virus gây bệnh. Theo WHO, virus đậu mùa khỉ lây truyền từ người sang người qua các giọt hô hấp lớn hoặc dịch cơ thể, đặc biệt là qua vết phát ban và vết loét, cũng như qua tiếp xúc thân mật, bao gồm ôm, hôn, quan hệ tình dục. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, Leon Hoi Nam, công tác tại Bệnh viện Mau Elizabeth Novena cho biết, sự lây truyền của virus đậu mùa khỉ thường xảy ra khi có tiếp xúc da kề da với người có thể đã bị nhiễm bệnh, bao gồm cả quan hệ tình dục. Ngày 18 tháng 8, Công an thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết, đang lấy lời khai đối tượng Trần Ngọc Oanh để điều tra về hành vi phạm tội và dùng súng chống trả lực lượng thi hành nhiệm vụ. Trước đó, Tổ công tác của Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, Công an thị xã Trơn Thành đang làm nhiệm vụ kiểm tra tốc độ trên đường DT751 thuộc phường Hưng Long, thị xã Trơn Thành thì phát hiện một xe taxi chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, Tổ công tác thấy Trần Ngọc Oanh, sinh năm 1995, quê Phú Yên, Ngồi hàng ghế sau ô tô, có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác yêu cầu anh xuống xe để kiểm tra hành chính. Bất ngờ, anh lấy khẩu súng trong ba lô rồi xuống xe bỏ chạy. Nhận thấy đây có khả năng là đối tượng phạm tội, tổ công tác sử dụng xe mô tô đuổi theo. Thời điểm này, trung tá Nguyễn Tấn Vạn, trạm trường trạm cảnh sát giao thông Đồng Phú, thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Phước và trung tá Nguyễn Tấn Triệu, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã Trơn Thành đi ngang qua phát hiện sự việc sau đó cùng tổ công tác truy đuổi đối tượng. Chạy được khoảng 800 mét, đối tượng này vào nhà một người dân dùng súng đe dọa, đồng thời chĩa súng về hướng trung tá vạn bóp cò, nhưng may mắn súng bị kẹt, làm đạn rơi xuống đất. Ngay lập tức, trung tá vạn và trung tá triệu đã áp sát quật ngã, khống chế đối tượng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ một khẩu súng rulo, một viên đạn, một số túi ni lông chứa chất ma túy. Đối tượng này khai nhận đang vận chuyển thuê số ma túy trên từ tỉnh Tây Ninh về tỉnh Đắk Nông với số tiền công 10 triệu đồng. Theo Trung tá Nguyễn Tấn Vạn, thời điểm này, anh và Trung tá Triệu đang nghỉ ca, tình cờ đi ngang qua hiện trường thì phát hiện sự việc. Do đối tượng cầm súng nguy hiểm nên không ai dám áp sát. Khi anh đuổi theo chỉ cách hơn 5 mét thì đối tượng anh bất ngờ nổ súng. Ngày 18 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết Thông tin chi 100 triệu đồng để chạy chức lãnh đạo ấp là tin rác, không có thật. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B cũng cho biết, sau khi nắm bắt thông tin chi 100 triệu đồng để chạy chức lãnh đạo ấp qua ứng dụng Bình tránh trực tuyến, địa phương đã tập trung xác minh làm rõ. Trước đó, thông tin chi 100 triệu đồng để làm lãnh đạo ấp được phản ánh lên phần mềm ứng dụng Bình tránh trực tuyến. Người phản ánh để lại tên là T, ngụ xã Vĩnh Lộc B. Thông tin này cũng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người xôn xao. Theo nội dung phản ánh người có tên là T đã chi 100 triệu đồng đưa cho một bí thư chi bộ, trưởng ấp để chạy chức, lãnh đạo ấp và con ruột sẽ được làm bí thư tri đoàn ấp. Nhưng sau khi đưa tiền xong thì không có kết quả. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh cho biết, sau khi nắm bắt thông tin thì xác định trên địa bàn có người phụ nữ tên T. Tuy nhiên, khi được mời lên làm việc thì bà T khẳng định không hề phản ánh tin này. Người dân phản ánh lên ứng dụng Bình Chánh trực tuyến không để lại số điện thoại thông tin cá nhân nên lực lượng chức năng khó liên hệ với người này để xác minh thông tin lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc B nói: Thông tin giác sai sự thật sẽ làm ảnh hưởng đến địa phương và uy tín, danh dự của người bị đưa thông tin sai. Về vấn đề bố trí nhân sự ở ấp, lãnh đạo xã cho biết tất cả đều được thực hiện theo quy trình, không thể có chuyện xảy ra tiêu cực. Mới đây, lãnh đạo tòa nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cho biết, một cán bộ của đơn vị vừa bị cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tang về hành vi môi giới hối lộ. Vị lãnh đạo này cho biết, vị cán bộ này đang đi học ở Hà Nội và bị bắt. Cán bộ này đang trong thời gian đi học ngoài kia nên cơ quan không quản lý. Theo thông báo, bắt người phạm tội quả tang của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao gửi về địa phương, người bị bắt là bà Nguyễn Thị Nga, 42 tuổi, quê xã Quảng Yên, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa, chú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bà Nguyễn Thị Nga là phó trưởng phòng giám đốc kiểm tra về dân sự lao động, kinh doanh, thương mại thuộc Tòa Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Theo thông báo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, ghi bà Nguyễn Thị Nga bị xác định đã có hành vi môi giới hối lộ, phạm vào điều 365 Bộ luật hình sự và hiện đang bị tạm giữ. Hiện bà Nguyễn Thị Nga bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Sáng 18 tháng 8, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên quốc lộ 27C, đoạn qua xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe giường nằm 2 tầng biển số 51B-29576 của hãng xe Phương Trang lưu thông hướng Nha Trang, Đà Lạt. Khi xe đi đến một khúc cua trước cầu Đa Sa, km 108 639, quốc lộ 27C, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 20 km, thì bất ngờ lấn sang trái đường, đâm bay hộ lan và lao xuống vực bên dưới cầu. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đến sát bờ suối, cách mặt đường khoảng 5 mét. Rất may xe không bị lật nên tài xế và hành khách đã đập kính cửa sổ ở phía đuôi xe để thoát ra ngoài. Được biết thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng 10 hành khách nhưng tất cả đều an toàn, không bị thương tích. Chiếc xe cũng bị hư hỏng phần đầu xe. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng đã đến hiện trường, phối hợp với lực lượng địa phương và xe cứu hộ để đưa chiếc xe khách trở lại mặt đường. Sau khi xảy ra vụ việc, các hành khách cũng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe ổn định tinh thần. Đến 8 giờ 30 phút sáng 18 tháng 8, chiếc xe khách đã được lực lượng cứu hộ đưa lên khỏi vực. Hiện trường vụ tai nạn cơ bản được giải tỏa. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chiều 17 tháng 8, ông Nguyễn Minh Tứ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Trư Pư, tỉnh Gia Lai cho biết, một chiếc ô tô khách bị lật trên quốc lộ 14, đoạn qua huyện Trư Pư, tỉnh Gia Lai xảy ra khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày. Cụ thể, ô tô khách biển kiểm soát 47B01905 đi trên quốc lộ 14 hướng Gia Lai, Đắk Lắc. Khi đến đoạn đường thuộc địa phận thôn Tao Co, xã Gia Rồng, huyện Chư Pư thì xảy ra va chạm với xe máy chạy cùng chiều. Chiếc xe khách bị lật xuống sát mép đường quốc lộ 14. Vụ tai nạn khiến 18 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trong đó, các bệnh nhân đa số bị đa chấn thương ở vùng tay, chân. Khả năng có 3 bệnh nhân bị thương nặng, chấn thương sọ não. Một người chứng kiến cho biết do xe khách tránh chiếc xe máy băng qua đường, phanh gấp nên bị lật. Ngay khi nhận thông tin vụ việc, công an huyện Chư Pư đã cử lực lượng đến hiện trường phân luồng điều tiết giao thông, hỗ trợ đưa những người bị nạn đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân. Theo thông tin lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, Bệnh viện đã huy động y bác sĩ tích cực chữa trị cho các nạn nhân trong vụ lật xe. Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền, chú huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, kể lại Chị cùng chồng và hai con đi từ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk qua Gia Lai. Chị Huyền kể, khi xe khách đang chạy đến huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai, bất ngờ phanh gấp, né xe máy rồi lật bên đường. Theo lời người phụ nữ, chiếc xe khách lật ngang đường khiến nhiều hành khách choáng váng, người lớn trẻ em đều khóc và kêu cứu. Lúc đó, người dân bên đường vội chạy ra đập cửa kính để giúp đưa các nạn nhân ra ngoài. Anh Nguyễn Văn Hiệu, chú tại thành phố Hà Nội là khách đi trên xe cũng bị gãy xương bả vai và chấn thương vùng đầu. Nói khi xe bị lật thì kính vỡ văng ra làm nhiều người bị thương. Ông Siêu Y Bé, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trư Phư là người đại diện chính quyền huyện trực tiếp tới các giường bệnh thăm hỏi và trao hỗ trợ ban đầu của huyện cho mỗi nạn nhân 1 triệu đồng. Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, trưởng phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Gia Lai cũng tới thăm hỏi, nắm tình hình các nạn nhân và chỉ đạo công tác điều tra hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ tài xế xe khách đã được cơ quan chức năng đưa đi thực hiện các xét nghiệm cần thiết phục vụ điều tra